Rồi sau khi các bạn đã login được cái tài khoản thành công ấy thì các bạn sẽ vào trong cái App Store và chúng ta sẽ tiến hành là mình cài cái ứng dụng HMA trước. Các bạn search từ khóa HMA là nó sẽ ra. Đó là cái từ đầu tiên luôn, mình tải xuống này. Rồi chúng ta mở lên. Thì cái HMA này trên iPhone thì hiện tại mình đang mua là có một năm luôn thì chỉ có 600 được 5 thiết bị. Mà các bạn mua lẻ ở trên mạng thì nó sẽ rơi tầm 50.000 trên một máy, một tháng, một thiết bị. Rồi ở phần này thì mình có account sẵn thì mình sẽ tiến hành là mình login vào luôn. Do hồi nãy mình đã chuyển vùng là ở Anh rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình tiếp tục chọn cái location của mình sẽ là ở Anh luôn nhé. Các bạn search từ khóa UK và chúng ta sẽ chọn là một cái kiểu tiểu bang ở trong đấy, nhưng không có chọn một cái kiểu UK nó tổng như thế này. Ví dụ mình sẽ chọn là London đi. Rồi các bạn nhấn là Allow này, các bạn nhấn Allow này. Rồi mình sẽ tiến hành là mình nhấn bật lên này. Rồi thì cái bước này ấy, để cho cái VPN này của các bạn mà ở trên con điện thoại này nó sẽ luôn luôn có địa chỉ ở ở Anh ấy, thì bạn sẽ vào cho cái phần cài đặt, các bạn chọn setting và chúng ta sẽ chọn là cái này connecting room và bạn sẽ chọn là you connect to any wifi là xong. Có nghĩa là khi nào chỉ cần có kết nối wifi thì cái VPN nó sẽ tự động chạy. Đó, mình sẽ quay lại. Rồi và để bước kiểm tra tiếp theo thì bạn sẽ vào cho mình là cái whoa.net. Cái bước này thì để kiểm tra xác nhận lại một lần nữa cái IP của bạn nó đã ở cái quốc gia là Anh chưa. Nếu như đã ở Anh rồi là ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình quay lại cái App Store và các bạn sẽ tiến hành là mình tải cái app là TikTok. Từ khi mà cái vùng các bạn đã chuyển sang nó là đã ở Anh rồi và cái IP các bạn cũng đã xử lý nó cũng ở Anh luôn, thì bây giờ cái việc mà bạn tải TikTok ấy thì bạn có thể thấy này, bây giờ nó là TikTok Global Video Community là ok. Như vậy là đã tải được cái bản TikTok Global ở trên điện thoại iPhone. Sau khi tải xong các bạn sẽ tiến hành là mình vào trong cái app TikTok này. Đó, mình tiến hành là đăng ký một tài khoản như bình thường. Tuy nhiên thì ở bước này thì các bạn sẽ chọn là đăng ký tài khoản với TikTok, chọn cái là you phone or email. Thì cái này các bạn sẽ nhập một cái ngày tháng năm sinh bất kỳ, miễn là bạn trên 18 tuổi là được. Thì phải trên 18 tuổi thì mình mới có thể tiến hành là mình đăng ký cái tài khoản với TikTok để có thể kiếm được tiền. Và bạn sẽ nhập một cái email hoặc là một cái hotmail, một cái gmail, mail 10 phút gì để có thể đăng ký. Bạn nào có email thì các bạn có thể nhấn luôn cái email của mình cũng được. Và trong trường hợp này thì mình sử dụng cái hotmail, mình test thử xem là cái này nó có gọi là lên view ở trên tài khoản hay không. Rồi mà các bạn tạo một cái mật khẩu bất kỳ. Đó, mình gọi anh captcha. Rồi ở bước này thì bạn sẽ tạo một cái tên mà nó phù hợp với cái ngách của bạn. Ví dụ như mình sẽ làm về mảng animal, động vật ở bên Mỹ đi, ở bên Anh đi, mình sẽ chọn là animal lớp, ví dụ thế. Mình đặt tên bừa thôi nhé, chứ mình cũng không có giỏi tiếng Anh lắm đâu. Rồi ở bước này thì bạn sẽ chọn đúng cái ngành mà nó phù hợp với cái của bạn. Mình chọn pet này, funny này, thú cưng vui vẻ, like hát. Đó là ba cái ngắt mà mình muốn TikTok nó đề xuất những cái nội dung video khi mà mình lựa trong cái bảng tin cho mình. Mình chọn next. Rồi các bạn nhấn là start watching này. Đó bạn thấy không? Khi mà mình đã check IP cũng như là mình đã tiến hành là mình xử lý luôn tất cả mọi thứ, thì bây giờ các bạn vào trong cái TikTok tất cả nội dung là đều tiếng Anh cả. Đây nó ưu tiên hiển thị cái nội dung là test này, đầu mình có chọn. Đó. Bây giờ mọi người kiểm tra được tài khoản này của chúng ta nó đã tiếng Anh là được theo chuẩn một tài khoản chưa, thì các bạn sẽ vào trong cái góc ba gạch ngang bên phải góc trên cùng, các bạn chọn là Creator Tool và bạn kéo xuống. Như ở đây nhé, là nó đã có cái creator phân là ok, như là đã thành công. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo một cái tài khoản kiếm tiền
với cái TikTok, quỹ TikTok tác giả hay là Creator Fund thành công thì bạn cứ làm theo video là được. Đó, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể xem thêm những cái video tiếp theo. Mình có thể hướng dẫn các bạn làm thế nào đó để chúng ta đăng ký ở cái quỹ ở bên Beta, ở bên nước Mỹ.